Rồi, xin chào mọi người. Rất vui gặp lại mọi người trong video lần này nha. Một thời gian dài vắng bóng thì hôm nay mình bắt đầu làm video lại. Thì cái nguyên nhân cũng một phần là do mùa dịch của mọi người, công việc làm ăn nó cũng khó khăn đó, rồi đi lại cũng khó khăn luôn. Ở vườn ở xã nào là làm ở xã đó thôi, không qua xã khác được. Với một phần nữa là cái điện thoại của mình thời gian vừa nó bị hư đó mọi người. Rồi mấy cửa hàng sửa chữa đóng cửa hết, không có sửa được. Cứ mở máy quay lên hoặc là mở clip xem nó sẽ tắt nguồn đó, thì không có sửa được. Thì nay mình mới gửi đi nhờ sửa xong được ngày hôm qua. Thì bắt đầu làm clip lại nha mọi người. Thì vườn mít thì mình cũng mới tạo sẽ tạo mầm nay vườn được khoảng 20 ngày mọi người. Thì clip sau, video sau mình sẽ quay để cho mọi người coi nó độ nhú bông nó tới đâu rồi, nhú mầm. Và cái cũng chia sẻ một cách tạo mầm đơn giản của mình áp dụng trong 2 năm vừa qua. Thì mình sẽ chia sẻ ở video tiếp theo. Còn video ngày hôm nay mình sẵn đi tỉa vườn mọi người, cắt tỉa bớt ba cái cành cây nè. Cắt tỉa bớt thì cho thông thoáng mọi người, cho nắng vô nó cũng mùa mưa này cũng đỡ bệnh hơn. Chứ vườn trồng dày mà không tỉa nó bệnh tè le hột dưa luôn. Thì sẵn hôm nay đi tỉa vườn mình thấy cái cây mai này mọi người, một cái hiện tượng mà rất là nhiều, cũng có nhiều người hỏi mình á, là những cây mai nó bị vàng lá bạc bạc như vậy là bị gì, nó xịt thuốc hoài không hết, xịt thuốc nấm bệnh, xịt ướt lá ướt đẫm lá luôn mà sao nó không hết, nó bị gì hoài. Thì có số anh em kinh nghiệm mà sẽ biết rồi đó, thì đa số mọi người chỉ nhìn cái lá thôi mà mọi người không có kiểm tra đầy đủ trên thân nhánh đó. Thì sẵn hôm nay mình đi vườn mình thấy, mình chia sẻ mọi người luôn. Thì mọi người khi mà nhìn cái mai, phần lớn mọi người khoảng 90% là mọi người thấy những cái lá chót ngoài của cành, những lá phía ngoài của cành này từ đây ra, nhất là những cái lá có số cây phía ngoài đây nữa. Thì những cái xuất hiện những cái lá vàng vậy, màu vàng luôn hoặc màu như vậy. Thì cái này là ở ngoài đây nó có màu xanh là do cái bệnh này nó gần hết rồi nha mọi người, nó gần hết rồi cho nên những cái này là những cái đọt sau nó không có bị nè, này là những cái đọt đầu nè, nhưng mà lá nó vẫn còn tại vì nó đang phục hồi lại. Thì đây là hiện tượng nấm hồng nha mọi người, nhưng mà không phải nấm hồng trên lá nha. Nấm hồng trên lá mọi người sẽ thấy những cái đốm đốm nấm hồng như đồng tiền ở trên cái lá này, sụi sụi lên màu hồng. Nhưng cái này không phải, cũng là nấm hồng nhưng không phải là nấm hồng trên lá, nhưng mà nấm hồng trên nhánh mọi người. Thì khi mà mọi người phát hiện một cái cây mai nó có những nhánh như vậy á, thì mọi người tính nhìn nhắm vào cái nhánh đang bị đó, mọi người phân vô, phân theo cái nhánh này mọi người. Mọi người đi vô từ từ, mọi người sẽ thấy phát hiện một cái chỗ nó sẽ bị bong da lên. Đây. Đây mọi người. Cái này nó sẽ bị bong da lên đây. Để cái bệnh này đã khô rồi mọi người. Này nó đã khô rồi. Là xịt mà thuốc nó hết rồi mọi người. Thì do là lúc mới bắt đầu á, đây có một cái nấm, một khúc nấm nó sẽ nằm khoảng 1 cm đến 2 cm, làm cho hư cái phần da này, nó bám lên như một cái màu hồng, có lông lông màu hồng, thì người ta gọi là nấm hồng đó mọi người. Thì nó làm hư cái da này, nó không có vận chuyển dinh dưỡng lên được cái nhánh này, cho nên là không tổng hợp gì dinh dưỡng thì không tổng hợp được, thì cái lá nó sẽ làm mất diệp lục từ từ. Và nếu để càng nặng thì cái chỗ này bị khô luôn mọi người, thì cái nhánh sau này sẽ chết luôn, nhánh này sẽ chết khô luôn. Nhưng do mình xịt thuốc hết nè, cho nên nó đã khô lại và nó phục hồi lại. Khi xịt hết phục hồi, da nó sẽ phục hồi kéo lại mọi người, thì nó phát triển là bình thường. Đây, đây mọi người để nhánh này, mọi người phân vô. Đây, phân vô đây thì trong đây nó có, mọi người thấy không? Trước nó bị rất là nặng luôn. Cho nên là những cái lá này là những đọt đọt trước mọi người, khi xịt hết nó ra những đọt sau nè. Rồi nó hết bị, nó chuyển dinh dưỡng lên được rồi, nó tổng hợp được diệp lục nè mọi người. Nên nó đủ dinh dưỡng, nuôi lá. Thì nó phục hồi từ từ. Những lá này mọi người chỉ có lại bỏ nó mới hết mọi người, chứ nó không có biến thành xanh lại đâu nha. Những đọt mới ra nó không bị thôi. Đó mọi người chú ý chỗ này ha. Thì mọi người có thể sử dụng các gốc đồng để mọi người xịt mọi người. Nhưng mà hiệu quả nhất là mọi người đi quét, mọi người pha đậm đặc rồi mình đi quét
dùng cái bàn chải mình chà chà cho nó bong cái lớp lông của nấm nó ra đó, sau đó mình quét thuốc đậm đặc lên là nó hết nhanh hơn. Còn xịt thì phải xịt vài lần. Cái này là bị toàn bộ mọi người, nhánh nào cũng bị hết đây. Này bị rất là nặng ha. Thì bên trong đây là da nó bị rất là dữ, bị khô luôn. Đang phục hồi lại mọi người, da mới đang lên. Đó. Đây đó là cái hiện tượng nấm hồng trên mai nha mọi người. Thì sẵn đây thì chắc chắn là bây giờ bất kỳ nhà vườn nào cũng có trồng chen mai trong cái vườn của mình mọi người. Vườn của mình đó. Thì sẵn đây thì cũng chia sẻ một cái kinh nghiệm nhỏ như vậy. Thì đây vườn mình cũng trồng mai rất là nhiều chen mít. Thì tại vì thời gian gần đây cũng có rất là nhiều người hỏi cái vụ này. Thì sẵn đây mình chia sẻ mọi người luôn. Thì mong là video ngắn này sẽ giúp ích được mọi người có thêm một chút kinh nghiệm trong chăm sóc mai vàng và phát hiện bệnh mai cũng như điều trị cho mọi người. Cái thuốc gốc đồng. Gốc tiệm mình nói là bán thuốc gốc đồng để trị nấm hồng, người ta sẽ bán 10 người thôi. Và cảm ơn mọi người theo dõi video nha. Thì để cập nhật và nhận được những video mới nhất thì mọi người nhấn like kênh và đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại video tiếp theo.